Xin chào, tôi là các em học sinh khối 10. Rất vui khi được gặp lại các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em giải sách tin học 10 nâng cao. Bài ngày hôm nay thầy muốn gửi đến cho các em đó là bài trắc nghiệm ôn tập cuối chương 2. Như vậy bài trắc nghiệm này là bài kết thúc của chương. Và nó cũng là xu hướng mới của hiện nay. Chúng ta cùng nhau đến với câu 1. Giá trị của cos 45 cộng sin 45 bằng bao nhiêu? Cái này chúng ta chỉ cần để máy tính rồi bấm thôi. Khi bấm máy tính á, nhớ để cho thầy ở trên đây là chữ độ nha. Shift mode 3, được không? Shift 3. Rồi sau đó bấm cos 45 cộng với sin 45 bằng căn 2, ghi căn 2 vô thôi. 1B. Câu 2. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng? 180 độ trừ alpha với alpha là hai góc bù nhau, được không? Bù nhau. Sin bù. Nếu hai góc bù nhau thì sin bằng bằng nhau. Cái giá trị lượng giác còn lại đổi dấu. Như vậy hai góc bù nhau sin bằng nhau. Câu 2 là câu C. Được không? Hai góc có tổng bằng 180 độ thì gọi là hai góc bù nhau. Trong cái đẳng thức sau, đẳng thức nào sai? Cái này thì chúng ta chỉ việc bấm máy tính thôi, xong rồi cái nào sai thì chọn thôi. Sin 0 cộng cos 0. Cos 0 cộng sin 0 bằng 1. Như vậy câu A là sai rồi, chọn luôn câu A. Câu 4. Trong cái hệ thức sau, hệ thức nào không đúng? Sin cộng cos tất cả bình bằng. Muốn biết đúng hay sai thì chúng ta làm gì? Bung nó ra thôi. Bung nó ra nha. Sin cộng cos tất cả bình. Sin x đi cộng cos x tất cả bình bằng. Sin bình x cộng cho 2 sin x. Cos x cộng cho cos bình x bằng sin bình cộng cos bình thì 1. 1 cộng 2 sin cos. Được không? 1 cộng 2 sin cos. Như vậy câu A đúng. Câu B thì thay bằng dấu trừ chỗ này thôi. Câu B cũng đúng luôn. Câu C. Cos mũ 4 trừ sin mũ 4 thì chúng ta sẽ xài cái gì? Cos mũ 4 trừ sin mũ 4 thì sẽ xài hàng đẳng thức. Cos mũ 4 x trừ sin mũ 4 x. A bình trừ B bình bằng A trừ B tất cả nha A cộng B. Cos 4 trừ sin 4 thì bằng cos bình trừ sin bình nhân với cos bình x cộng sin bình x, được không? Đây là cos bình tất cả bình, sin bình tất cả bình. Và cos bình cộng sin bình bằng 1 thì bỏ luôn đi, nó chỉ còn cos bình trừ sin bình. Như vậy câu không đúng là câu D. 4D. Được không? Không đúng là 4D nhé. Câu số 5. Cội O là tam đường tròn ngoại tiếp tam giác đều OMN. Góc nào sau đây bằng 120 độ? Tam giác đều. Tại vì nó là tam giác đều cho nên O là tam đường tròn ngoại tiếp cũng là gì luôn? Cũng là trực tam, cũng là trọng tam, cũng là đường tròn trung tuyến luôn ha. Nó là một chỗ thôi. O. Góc nào bằng 120 độ? MN và NP. MN và NP. MN NP. Chúng ta thấy rằng hai thằng này chưa chung góc, được không? Như vậy MN phải kéo xuống nha, MN phải kéo xuống dưới. Được không? MN NP. MN thì thay bằng NE đi.
vị vector NE bằng vector MN nhé. NE với N, NP chung góc rồi. Thì góc này chính là góc INP. Góc ở trên này 60 thì góc dưới này 120. Được không? Góc nào bằng 120 độ thì câu trả lời đó là câu A, 5A luôn. Mấy câu thử đáp án mà bỏ A là rất là sướng nha. Được không? Rồi câu B, câu C, câu D khỏi làm nhé. Chị muốn nhấn mạnh là góc giữa hai vector thì phải đưa về chung. Chung góc. Cho MNP là 4 điểm tùy ý. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào sai? Câu 7 nè. MN nhân NP cộng PQ. MN nhân NP nhân vô. Cộng với MN nhân PQ. Cái này. Này đúng, được không? MP ghi lại. MN ghi lại. Vector A nhân vector B thì bằng vector B nhân vector A, không có dấu trừ nhé, không có dấu trừ. Như vậy câu sai là câu 6. 6 gì? 6B. Được không? 6B là câu sai. Tiếp theo là câu số 7. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng? Cái này đúng không? Cái này thì nhìn có vẻ đúng không? Nhìn có vẻ đúng. Tại vì này giống trị đối của hai vector nhân thì nó bằng là vector A nhân vector B, được không? Nhìn có vẻ đúng. Đúng không? Nhưng mà chúng ta được học là gì? Tích vô hướng của A nhân B thì bằng cái gì? Độ dài của A nhân với độ dài của B nhân với cos của góc giữa hai vector A và B. Được không? Và khi thầy bỏ trị đối vô, đây trị thì khỏi bỏ nữa, là phải như thế này, nó bị thiếu trị của cos rồi. Được không? Như vậy câu A là câu sai nha, câu A là câu sai. Tiếp theo là câu B giống là căn bậc 2 của A bình thì bằng trị tuyệt đối của A. Được không? Căn bậc 2 của A bình thì bằng trị đối của A. Câu B có vẻ đúng à. Này là căn bậc 2 của A bình là bằng A là chưa được, phải không? Vector A bằng cộng trừ độ dài vector A, thằng này ra số, thằng này vector thì câu này chắc chắn sai. Vấn đề là câu B với câu C thì chọn câu nào? Rồi có thể làm kỹ ra. Căn bậc 2 của vector A bình. Căn bậc 2 của vector A bình nhé, căn bậc 2 của vector A bình thì là bằng căn bậc 2 của vector A bình chính là vector A nhân vector A. Được không? Đúng không? Đây là tích vô hướng. Tích vô hướng thì bằng tích độ dài. Đấy. Ổn không? Đây. Còn không làm từ bước này qua bước này luôn cũng được. Được không? Bình phương vô hướng bằng bình phương độ dài. Căn bình thì còn lại là trị của vector A, độ dài vector A. Như vậy câu số 7 chốt lại đó là câu 7B nha, 7B. Được không? 7B nha. Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ, kết luận nào sau đây là sai? Vector A nhân vector B bằng 0. Vector A mà nhân với vector B thì chúng ta lấy gì? Hòn nhân hòn cộng tung nhân tung, 3 nhân 4 cộng 4 nhân trừ 3 bằng 0. Câu này đúng. Vector A vuông góc vector B, tích vô hướng bằng 0 thì hai vector vuông góc. Được không? Câu C. Độ tuyệt đối thì bằng 0, đúng luôn. Này độ dài nhân độ dài bằng 0. Nhưng mà câu 8 sai là câu 8, 8 đi. Được không? Độ dài nhân độ dài không thể bằng 0 được. Câu 9. Cho vector A 93, vector nào không vuông góc với vector A? Hai vector vuông góc thì hòn nhân hòn cộng tung nhân bằng 0. 9 nhân 1 là 9. 3 nhân trừ 3 là trừ 9, cộng là bằng 0. Như cái câu A là vuông góc. 9 nhân 2 là 18. 6 nhân trừ 6 nhân 3 là trừ 18, cộng là bằng 0. 9 nhân 1 là 9, cộng với 9 nữa là. Như vậy câu C là không vuông góc. 9C nha, 9C.
Câu số 10. Tam giác ABC có A bằng B bằng C bằng. Kết quả sau đây là gần đúng nhất. Tính góc B. Tính góc B thì xài định lý gì? Định lý hàm số. Hàm số cos. Cos góc B thì bằng cái gì? Cos B thì bằng A bình cộng C bình trừ cho B. B bình chia cho 2A. AC bằng. Mười bảy phần 35, bấm ship code 61 độ. Đây, 60 độ 56 phút. Câu B, 10B nhé. Câu 10B. Được không? 10B. Trắc nghiệm thì nhanh thôi. Tiếp theo là câu 11. Cho tam giác MNP có hai cạnh và một góc thì độ dài cạnh MN làm tròn đến chữ số tập phong thứ nhất. Độ dài của MN nhé. MN bình thì bằng là MP bình cộng NP bình trừ 2MP nhân NP nhân cos của góc B. Được không? Cos góc B tại MN mà là 5 bình cộng 8 bình trừ 2 nhân 5 nhân 8 nhân cos 120 độ bằng. Lấy căn bậc 2 cho thầy. 11 phải làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất. 11,4 đó là câu A. 11A. Tiếp theo là câu 10, 12. Bạn đọc đề suy nghĩ lòng. Cho tam giác MNP vuông tại B trên cạnh MQ lấy hai điểm E và F sao cho các góc MPE, EPF, FPE, FPQ bằng nhau. Ba góc này bằng nhau ký hiệu rồi. Đặt MP là Q, PQ là M, PE là X và PF là Y. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng? Thứ nhất là ME bằng EF bằng với là FQ. Cái này chắc chắn sai rồi, nhìn độ dài là biết chắc chắn sai rồi. Chúng ta có thể lấy thước và đo không được nha. Được không? Nhìn độ dài là không đúng rồi. Không có cơ sở này để nói ME bằng EF bằng FQ hết nha. Rồi tiếp theo là ME bình. ME bình. ME bình là cả này nè. Tam giác MEB nhé. Thì bằng là Q bình cộng X bình trừ 2 Q nhân X nhân với cos của bao nhiêu. Góc này 90 mà chia đều 3 ra là còn 30. Bằng Q bình cộng X bình trừ. Bấm cho thầy cos 30 nhé. Cos 30 là căn 3 chia 2. Rút gọn đi thì còn là căn 3 QX. Câu này sai luôn. Câu này cũng sai luôn. MF hả? MF. MF thì nó là MF nha. Câu C là MF thì nó là MF bình. MF bình thì bằng là Q bình cộng với Y bình trừ 2Q nhân Y nhân cos của 60 độ. Bấm giúp thầy cái cos 60 thôi. Bằng 1 phần 2. Được không? Bằng Q bình cộng Y bình trừ 2QY nhân với 1 phần 2. Rút gọn đi thì còn là trừ QY. YY. Và đáp án của câu 12 là câu C. 12C.
chốt là 12C nhé. Dùng định lý hàm số cos thôi. 13. Tam giác ABC có BC bằng 10, góc A bằng 30 độ, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng. Thì chúng ta dùng định lý sin A chia sin A thì bằng 2R. A chính là cạnh BC, nhưng A nhỏ là cạnh BC. 10 chia sin 30 bằng 2R, tính R. Chúng ta sẽ lấy 10 chia sin 30 và chia thêm cho 2 nữa bằng 10. R bằng 10, như vậy câu 13 là câu B. 14. Tam giác có 3 cạnh là 5, 12, 13, diện tích tam giác bằng. Tam giác mà có 3 cạnh, nếu không có gì đặc biệt thì nó là tam, thì nó dùng dùng công thức Heron. Được không? Công thức Heron. Còn nếu mà bạn biết thằng này là tam giác vuông nè, bộ ba Pythagore nè, 5, 12, 13 là bộ ba Pythagore. Còn không thì thầy cứ xài Heron đi cho nó tổng quát nha. P của chúng ta sẽ là cộng lại chia đôi. Đó. 5 cộng 12 cộng 13 chia đôi bằng. Và S của chúng ta là căn bậc 2 của P nhân P trừ A nhân P trừ P và nhân P trừ C. Được không? Cho nó tổng quát bằng 15 nhân 30. Được không? 30. S bằng 30. Câu 14A. Câu 15. Tam giác ABC có 3 cạnh là 6, 10 và 8. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó bằng. Để tính bán kính đường tròn nội tiếp thì trước tiên chúng ta sẽ tính diện tích trước nha. 6, 8, 10 cũng là bộ 3 beta, Pythagore. Tại vì 6 bình là 36, 8 bình là 48, 36, 48 là 100 á, bộ 3 Pythagore. Diện tích tam giác vuông là 1 phần 2 tích 2 cạnh góc vuông. 1 phần 2, 6 x 8 là 24. Được không? Mà chúng ta có diện tích của tam giác thì bằng P nhân R. Được không? Suy ra R trừ S nhân X chia B. X là 24, còn P là nửa chu vi. Nửa chu vi là 6 cộng 10 cộng 8 chia 2 là 12. Kết quả bằng 2. Như vậy câu 15 là câu C. 15C nhé. Được không? 15C. Tiếp theo tôi sẽ đến câu 16 và cũng là câu cuối cùng của ngày hôm nay. 16. Chúng ta có hai góc một cạnh thì nên tính góc còn lại là góc A sẽ bằng 108 trừ hai góc này. 75 độ. Được không? Như vậy để tính có góc có cạnh, để tính cạnh thì chúng ta dùng định lý sin A chia sin A bằng B chia sin B bằng C chia sin C. A chính là cạnh BC, B chính là cạnh AC và C chính là cạnh AB. Ghép số với thầy. BC chưa có thì bỏ đi, AC đang còn tính. AC chia sin của 60 bằng AB là 5 chia cho sin của 45. Được không? Như vậy AC chúng ta sẽ lấy 5 nhân sin 60 chia sin 45. Bằng 5 căn 6 chia 2. Đáp án là câu C, 16C. Được không? Như vậy bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở một chương nữa, đó là chương số 3. Chương này thuộc chương trình học kỳ 2. Đó là phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Xin chào tất cả các bạn.